thì chúng tôi mong là chính phủ Việt Nam là đẩy lùi Covid để sang năm mới chúng tôi làm ăn trở lại bình thường như hồi xưa. Mong muốn của tôi trong năm mới 2022 thì thực lòng mong muốn là bình an và chúng ta cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid để cho mọi người ai cũng có cái công ăn việc làm, có thu nhập, xã hội được bình thường hóa để chúng tôi là những người lao động được phục vụ khách hàng một cách vui vẻ, tận tình và khách hàng cũng cảm thấy hài lòng nhất. Quán của tôi thì trong năm qua do dịch Covid bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi làm ra rau chưa năm nào nó ảnh hưởng như năm nay. Quê tôi ở bên Đông Anh thì sang bên đây thì 2 tháng không sang được. Ở nhà rong rau dưa củ quả bán thì không ai mua, thôi đành để thối đổ đi. Năm ngoái thì còn đỡ, nhưng năm nay chúng tôi làm ra là thiệt hại từ 50-60%. Có những cái thời gian phải giãn cách xã hội là quán không hoạt động được, không có thu nhập. Thu nhập của quán năm nay nói thực lòng là chúng tôi bị giảm rất là nhiều so với trước khi có dịch Covid xảy ra. Theo ước tính của tôi thì thu nhập là giảm đến khoảng độ 50% so với mọi năm. Năm nay chỉ có là làm ra đủ ăn cho con học hành là tốt lắm rồi. Không có tiền để mà cho con học hành có, vì nó thiệt hại, không đủ. Một cửa hàng bán hàng ăn nhỏ như chúng tôi ấy, thì nếu mà không có dịch là khách ngồi ăn họ sẽ rất hài lòng. Bán hàng mang về nó sẽ không được ngon bằng ăn ở cửa hàng. Và hơn nữa là chúng tôi còn phải phát sinh chi phí hộp này, những cái túi đựng này. Và ngoài ra thì mang về là bao giờ chúng tôi cũng phải bán nó đầy đặn nhiều hơn. Nhưng mà số lượng khách hàng ấy so với ăn tại quán ấy thì không thể nào bằng ăn tại quán được. Đấy, thành ra là cái điều ảnh hưởng rất lớn đến các hộ kinh doanh ngành hàng ăn uống.